Có bản lĩnh thì anh hãy đá tôi ra khỏi giới cổ phiếu đi. Tôi rất vui mừng vì tôi có một đối thủ lợi hại như vậy đó. Vậy tức là đang chơi chúng tôi hả? Tôi không thích người ta dùng súng chỉ vào đầu của tôi ép tôi làm việc. Giờ thì mày sợ chưa? Đúng, phát tài không tới lượt của tôi, nhưng mà ăn no mặc ấm, nuôi vợ nuôi con thì tôi không thành vấn đề. Anh chịu tôi cho Linh chút thời gian để bình tĩnh lại. Bản thân anh đi mua nhẫn để tặng cho cổ sao? Lúc đó nhà chúng tôi nghèo lắm, nhưng mà rất vui vẻ. Nhưng tại sao con trai của bà lại tiếp tục đánh chết ba tôi chứ? Đại Thời Đại phát sóng lúc 22 giờ từ 7 tháng 10 trên SCTV 9.